Mấy đứa nhỏ vô chùa mình bị cận thị, nhiều đứa bị cận thị, nó xíu còn cận thị, nó đeo mắt kiến, mình mượn mắt kiến để mình đeo thử, mình đeo vô mình thấy đất sụp, mình đeo vô mình nói ủa sao đất sụp 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 kỹ cho, đi nhủi 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 đất sụp, mắt kiến gì kỳ cục ghê. Cuối cùng á, những đức nói khỏi đeo mắt kiến đi, nó nói dạ khỏi đeo mắt kiến không thấy được, không thấy một tháng rồi con mắt nó sẽ sáng lại. Nó dạ đúng thầy, chắc chắn 100%, thử đi. Nghỉ đeo mắt kiến luôn. Cuối cùng ban đầu á, nó lấy cái thao mà lấy vậy nè, giống này là cái thao, tháo mắt kiến ra nó chụp cái thao mà chụp, nó làm gì chợ, làm gì chụp thao chụp thao. Trong khi tháo đây, để tháo đây mà chụp đây nè. Ủa sao mắt kỳ vậy? Đưa qua chút coi, gà gà gà, đây tháo, nhỏ xíu không mắt kỳ cục vậy đó. Anh nghĩ đi, vậy đó mà thời gian một tháng sau, mắt tự nhiên, nó nói mắt nó giờ thấy được cái thao ngon lành luôn. Rồi từ từ cắt mắt kiến luôn. Giống như chùa mình ở bên kia, giống như Liên Chí rồi đó. Toàn là mới vô là dân cận thị độ cao cũng bị như đứt lột mắt kiến, rồi liên niệm nè, tháo mắt kiến nè. Rồi mấy cô luôn, đây có con bé này nè, con bé ngồi đó đó, về hổm mới vô đeo mắt kiến đó, mắt hí hí đó, đeo mắt kiến với quý vị, tháo mắt kiến ra là mắt nó gì không nè, nó lỡ gần mình mà nó chu cái mỏ ra mà đưa cái mặt nó sát cái mặt mình, nó làm gì không? Tự nhiên lỡ gần mình đưa mặt ra nè, nó bị gì chợ, do nó cận thị lâu để đeo mắt kiến quý vị, giết mắt nó gì nè, nó giống như khuyên tình cảm ghê vậy đó mà tháo mắt kiến ra nó nay bình thường đó, nó thấy không, đâu có đeo mắt kiến nữa đâu. Rất là nhiều đứa trong chùa mình luôn bị như đứa tháo mắt kiến hết trơn, cắt hết trơn luôn, ban đầu mò đường đi muốn chết luôn, thời gian đi được luôn, bởi vì nó tin tưởng, tại vì cái năng lực con mắt mình đó là nó còn sức lực, nhưng mà do mình dùng mắt kiến để gọi là trợ lực, bây giờ mình lấy ra thì nó phát năng lực. Thật sự mà nói thì cái tự tánh con mắt mình nó không phải mờ, nhưng mà nó bị ảnh hưởng bên ngoài mờ, nhưng mình dùng cái trợ lực lâu ngày mắt mình nó bị quen cái trợ lực, nên phải dùng cái trợ lực hoài. Bây giờ những đức lấy cái trợ lực ra để nó phát huy cái năng lực tự lực, cuối cùng nó phát huy năng lực lên, tại vì nó còn trẻ đủ sức để phát huy năng lực. Còn mấy bà già quá thì bà hết thấy đường thì khò thì bó tay, tại vì bà hết xíu quách. Còn nít 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 gì nè, lãng mắt nó hơi cận thị một chút, mình cho con mắt nó phát huy năng lực, vì cái sức đề kháng năng lực con mắt còn, nên chỉ cần chúng ta dọn đi cái trợ lực là nó phát huy năng lực. Nên những đức làm điều đó nó rõ ràng trong chùa mình kết quả mà, khỏi đeo mắt kiến luôn đó, nhiều lắm, rất là nhiều đứa luôn. Như hồi năm 27 tuổi là những đứa nấu ăn là đi đến bác sĩ nói mắt bị cặn, mà mình hô quá đem mấy kiến cặn vô thấy cái mỏ không thấy mắt, kỳ cục chết luôn, mà nó cũng già kỳ lắm, mặt kỳ cục già. Sao bác sĩ kêu đo mắt kiến cặn mà trong bụng mình nó thôi 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 là xấu xí, mà có lỗ mũi với mắt che bớt cái miệng. Bây giờ kiểu đeo mắt kiến cặn vô nó che con mắt lại, rồi cái mắt kiến á nó gạt ngang đây, chịu đây, thấy cái mỏ chui nhổ kỳ cục muốn chết. Cuối cùng đâu có đeo đâu, tới bây giờ luôn mắt sáng thấy ghê, nhìn ra đây ngồi đường thấy con chim nhảy tăng 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 ngoài đường, mắt sáng kinh khủng luôn. Từ đây ra ngoài cái hàng rào ngoài đường, tuốt ngoài đường mà thấy chim sâu nhảy 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 ghê không, nghĩa là càng ngày mắt càng sáng. Nếu mà như đứa đem mắt kiến cặn năm 27 tuổi bây giờ thua, chắc nhìn Phật tử không thấy đường, mỗi lần nhìn toàn là gì không nè. Gặp mấy cô đâu thấy đường đâu, đưa cái mặt gằn gằn lại. Mà cái mỏ nhọn dễ trúng ta lắm. Hiểu không?
từ nơi đó nguy hiểm ghê. Mình nhờ không đeo mắt kiến cặn, mắt sáng luôn, năng lực con mắt phát huy luôn. Nhưng mà đến mình già hết xí quách á là chịu. Già hết xí quách rồi phải nhờ trợ lực. Tại già quá rồi, nâng nít xíu xíu đeo mắt kiến chi không biết. Nghe không, mắt cong thêm, đi lũi. Tí tí đeo mắt kiến. Hồi xưa những đức mà mỗi lần mà thành phố mà về quê á, mua mắt kiến 25 ngàn. Mắt kiến trên chợ bán đầy 25 ngàn, 15 ngàn. Bán đầy chứ. Mà thấy mắt kiến màu đen đen cũng đeo. Còn viên thì đã hội đen Châu Vĩnh Phát đồ phái. Hồi xưa tóc quắn, chải đầu cao lên sức keo, vuốt vuốt đồ lên. Mua mắt kiến đen đeo vô. Chụp hình thấy cái miệng không? Miệng nhỏ quét, kỳ cục hơn gì nữa. Cuối cùng, vậy mà phái, chạy xe. Đúng là muốn đẹp nó khổ thế ghê. Mà có đẹp gì đâu. Thấy nghe mấy kiến đen tới đâu quay á. Xong cái chạy xe không thấy đường. Nó cho bụng nguy hiểm quá. Lột mấy kiến ra. Đeo đây thì nó không quay, thấy người ta sang á. Ta đeo mấy kiến xong người ta xịt lên đầu người ta. Giống hệt mấy con nhái anh ương vậy đó. Xịt mấy kiến trên đầu. Mấy kiến dởm mà. Mà mỗi lần mà đeo mắt kiến dởm vô là nắng nó gọi vô mắt kiến á, là chó lòa không thấy đường gì chứ. Vậy mà thích đẹp, tưởng đâu quay, về quê á, đi té hoài. Ta hỏi, sao kỳ chẳng, đi sao té hoài, nói đi đường thành phố quen à, xạo thấy ghê. Trong khi mình để dưới quê đi đường bờ của mình chết mồ luôn, đạp phân bò lum la, hồi xưa. Ông nói gì, bây giờ nói đi đường thành phố quen, về quê đi té hoài mà đâu mang mắt kiến á, đâu thấy đường đâu, đi cái giò đường, giò, vậy mà phải đeo mắt kiến, rồi xong có khi đeo mắt kiến thì chăng chỗ cái áo chỗ này nè, treo toàn ten, à, mắt kiến thấy ghê lắm, đeo qua mùa Tết lên, dục. Thấy không, vậy đó. Quý vị thấy không, con người ta vì cái danh nghèo không chịu mình nghèo. Chúng ta mà chưa biết tu mình khổ vì cái chuyện là gì? Mình không có chịu mình nghèo, không có chịu nghèo đâu. Nó rồi giống như là nhà mà có đám tiệc gì đi mượn cộng dây chuyền à, làng xóm đeo. Rồi con cái mà người ta đến mà hỏi cưới đồ, bắt đầu là mượn vàng bạc đeo, mượn cái đầm sáp gì sườn sáp đeo bặn vô ngồi đồ thấy ghê lắm. Cộng cái chuyền bự cho bá chứ quê ưa cộng cái chuyền bự á, mày đeo cái bặn cái áo dài cái để cộng cái chuyền bên ngoài á, mượn không à, mượn đó. Từ nơi đó mà muốn cho mình là người ta thấy mình cũng khá giả, thấy không, cái khổ không. Nhưng mà nghèo là nghèo à, người ta sớm muộn người ta cũng biết mình nghèo, nên mình là người tu hành rồi. Mình hiểu cái nguyên lý sống của nó. Mình cứ nói thẳng mình nghèo đi. Ví dụ như người ta đến ta coi con cái mình, nói tôi gia đình của tôi á không có giàu. Gia đình của tôi đủ ăn đủ xài vậy thôi. Có nhiều mùa còn đi mượn ăn nữa. Khó khăn lắm. Nhưng mà thương con, miễn con nó hạnh phúc là được rồi. Chứ tôi nói thiệt với anh chị, gia đình tôi cũng nghèo lắm. Miễn con nó sống tốt hạnh phúc là được rồi. Chứ mình đừng có ra vẻ mình giàu chí. Rồi ví dụ như mình là có con trai đi cưới vợ cho con trai, thì ví dụ như mình nói thẳng là gia đình mình vậy đó, làm ruộng rẫy vậy đó, buôn bán vậy đó, không có giàu. Nên cưới con chỉ có mấy chỉ vàng à, cưới cho thằng Tèo. Rồi tiền đồng đi nhiêu đó đó, anh chị có gì thông cảm, tại gia đình nó vậy thôi. Chứ bây giờ mà nói chứ nó nghèo mà đi mượn nợ mượn nần để nở mặt nở mày, rồi cho một đống rồi đi về lột lại trả anh ta mang tiếng mang tay. Thà tôi nghèo tôi cho con tôi 3-4 chỉ vàng, nhưng mà đó là cho con rồi chứ không có lột lại. Còn hơn là tôi làm màu mà tôi đi mượn tùm lum rồi làm khổ con tôi, đi về nó làm cực khổ, nó trả nợ rồi bị người ta đòi nợ mắc cỡ dữ lắm. Cái nào tôi nói thật với anh chị vậy đó,
Nó chờ bên nhà giàu nó trời công nhận hồi xưa giờ mới thấy gì đâu mà. Nói chuyện thật là thả ghê, dễ thương ghê nghe. À, là người ta thương mình thì mình nói thật người ta thương mình. Có không ai cười chê mình đâu, nghèo nói nghèo cứ gì. Mình nghèo chứ mình có xin họ đâu mà mình sợ họ cừ. Còn không chịu thì thôi, đúng không? Nhưng mà mình nói vậy người ta thông cảm, người ta thương. Chứ mình đừng có xạo, đừng có ga rẻ, đừng có nói cái gì cũng ngon. Vì vậy nhớ nếu mình bị tu, đừng có nói ngon trước quá. Cái gì đừng có nói ngon quá. Qua muốn cho được con dâu, chờ anh chị yên tâm đi. Nhà tôi cũng không có giàu gì, nhưng mà dâu về khỏi cần làm động ngón tay nữa. Nói cái đó là mình khờ, mình dại quá. Con người mà không động ngón tay chắc là mình bị tai biến quá. Chứ sao? Mình mà bên đàn gái, đàn trai gì mình nghe câu mà bên nhà bên đó nói không cho con mình động ngón tay nó, ê, chị có được nói gì nghe không? Con tôi nó khỏe lắm, không cho động móng tay, bộ chị chù con tôi tai biến hả? Thấy chưa? Chứ nó không, nó tai biến nó mà không động móng tay, hiểu quý vị? Nên mình cái gì mình nói thật thà, nhiệt tình, mình nói đúng thật sự thật vậy đó mà người ta thích mình. Không, mình là người tu tập vậy đó quý vị, nói hịch hạt mà người ta thích nghe, thấy mình người ta thương. Nó mấy đứa nhỏ nhỏ này mà đức dạy mà nó biết nghe lời, đi đâu cũng được ta thương, nó thật vậy đó. Nó giống như mà nhà mình đi đến nhà ta giàu đem đồ ăn ra mà nói trời cô nhà con không có này đâu cô dọn cho con ăn này ăn ngon ghê, thích quá trời thích rồi. Vài bữa con lợi cô cho con ăn nữa nghe cô. Mình nói đại vậy đi mà người ta thương mình, chứ đừng có xạo nói nhà con cũng ăn lay gai hoài mà ta ghét không có cho mình ăn đâu. Thà mình nói thật đi, mình ăn ngon nói ăn ngon, mình thiệt thà nhiệt tình vậy mà người ta thích. Đúng không? Tu ra một con người chân thật, đúng đắn. Mình dốt, mình nói theo kiểu dốt, chứ đừng có dốt mà nói chữ, người ta ghét. Nói tào lao bác sĩ, người ta cười chết mù luôn. Đúng không? Nói thật là thật thà đi. Nên người nghe đạo biết tu, tập nói thật, tập nói lời hịch hạt nhiệt tình, chứ đừng có bẻ mồm bẻ miệng. Ví dụ như mình gái dưới quê, trai dưới quê nói chuyện cái tiếng miền quê, nói ra tiếng miền quê, chứ đừng có đổi giọng. Đừng có đổi giọng, mình ngày xưa mình không hiểu, ưa đổi giọng. Nghe chào chào vắng ốc mình thật chết luôn. Mình cái tiếng mà đâu phải kêu vậy đâu, tự nhiên mình đổi giọng. Nghe vắng ốc mình mà mắc cười dữ lắm. Thôi mình tiếng sao mình nói đại tiếng vậy đi. Mình nói thật vậy đó. Vậy mà có nhiều người thương lắm nghe. Mình đi tu mình thấy rõ ràng luôn. Như Đức nói chuyện vậy mà nhiều người ta cũng mến lắm bộ. Nó thiệt mà tao phải. Thấy không? Đó. Nên cách này Như Đức dạy mấy đứa nhỏ nhỏ đi lợi chùa nghe gì nữa các con. Mà khỏe nó khỏi bẻ mờ bẻ miệng. Bẻ chi giết tai biến thấy mồ. Có nhiều bà mà trời Nam bẻ với tay biến thấy mồ luôn á. Nên chuyện bẻ mồ mấy miệng kỳ cục. Không, mình nói thật thà là thà, nói nhiệt tình, mình nói nó rõ ràng câu, cái câu nào ra câu nấy, mình nói thiệt mà người ta thương mình, mà người ta tin tưởng mình nghe. Mình nói chuyện với người ta mình nói thật, người ta tin tưởng mình lắm á. Nó nên từ nơi đó mà vị biết rằng là tu mà ra một cái tính thật là dễ thương, là thành công rồi đó. Nên biết đạo rồi sống vui lắm. Nó có nặng nề với cái vật chất gì nhiều quá đó quý vị ơi. Chùa mình bây giờ đông quá trời luôn. Ở bên đây bữa nay 600. Đây 600 người. Nít 100. Người lớn 500. Đây 600 à. Trong mùa hè này chắc lên 700-800 quá. Giờ khắp nơi nơi người ta về đây người ta tu. Bên chùa Hộ Pháp bữa nay 500, mỗi ngày hơn 500. Ở bên đó nít bữa nay gần 100, người lớn hơn 400 là 500+ người bên đó. Đại Tùng Lâm với Bảo Tháp 500, hơn 500. Thì hai bên đây là hơn 1000, bên kia hơn 500. Một ngày khoảng 1600 người. Ghê không? Mà mùa hè là ăn uống xả láng. Sáng có gian mấy cài về luôn, chơi luôn. Nói với mấy cô nói cho người ăn nhiệt tình,
ăn hết cũng được nữa. Có tiền nhiều ăn nhiều, cho người ăn, người ăn sẽ làm Phật, không sợ. Thấy không? Không, nhà Đức nói 100% luôn, có mấy cô nấu ăn đây luôn nè. Nhà Đức thường nói mấy cô cứ lo cho mấy cụ đồ đại chúng ăn đi. Mùa hè mấy đứa nít nó vô chùa mua đồ cho nó ăn. Bữa đó mua bánh kem cho ăn, mua đồ ăn cho ăn. Cái bữa mà mùng 1 tháng 6 ngày gì á, quốc tế thiếu nhi á. Thấy không? Rồi đấy, mai nay mai gì tôi mua sầu riêng cho ăn. Mua sầu riêng cho 200 đứa nhỏ này ăn chứ nó cũng ăn muốn hết cái sạp sầu riêng của người ta quá. Kệ vậy mà dễ thương lắm nghe. Người ta dễ thương đó, có đứa nít nào mà ngồi nghe pháp được gì đâu. Hiếm thấy chùa nào bằng nít ngồi nghe pháp ngộ ghê. Mình thương nó nghe pháp. Rõ ràng không? Như nhà Đức chạy ngang bảo tháp với đứa nít ở trong bảo tháp đó. Ở trong bên kia mấy chục đứa nó gặp nhà Đức á. Từ ở trong đó mà ra đường đi cũng xa lắm, nó gặp, nó chạy, chạy ra, chạy nó quơ tay nè, thái, chạy hơi gan phim chậm, nó cự còn chết luôn, chạy, thái, rồi mình phải ngừng xe luôn quý vị, thấy tội nghiệp ghê, bởi vì lần nào đi đâu ưa cầm kẹo đồ theo, học giống Bác Hồ. Mình muốn có duyên với người ta sau này, mình người lớn đi đâu cầm bịch kẹo theo. Gặp nít bán vé số hay nít gì nó chạy nó mừng hoặc nó không mừng gì cũng vậy, cho nó cục kẹo. Nhìn mặt mình nó cảm tình. Sau này nó lớn lên, biết đâu mình khổ nó cho mình chén cơm ăn. Ngày xưa Lão Tử á, nhà cũng có cơm ăn áo bằng. Có đứa bé đi xin, đứa bé đi xin á mà ai cũng đuổi xua nó. Vậy mà đến nhà Lão Tử, Lão Tử còn nhỏ đem miếng xôi cho nó ăn. Một gói xôi nó ăn thôi mà nó thấy rằng là chú bé này thương mình. Nó nhìn mặt Lão Tử. 50 năm sau khi Lão Tử gặp nạn thì nó xả thân nó cứu Lão Tử. Chỉ một gói xôi. Thấy không? Con người mình sống trong cuộc đời này đừng bao giờ xem thường người ta nghèo nàn. Con người lên voi xuống chó mấy hồi. Bữa nay mình trên voi, coi chừng mai mốt mình xuống con chó. Bữa nay mình thấy nó ở ngồi trên con chó, nhưng ai biết mai mốt nó lên voi. Trong cuộc đời này thịnh suy là lẽ thường trong cuộc đời. Nên hãy đồng cảm với những người khổ đau, đừng bao giờ xem thường người khổ đau. Chùa mình có cái cô này ở ngoài đời đi làm, con trẻ, hai mấy tuổi. Ở ngoài đời đi làm nói mấy nhỏ gái nhỏ nhỏ, nghe. Ở ngoài đời đi làm không biết thì sao, quen thằng nào tin tưởng. Trao vô thân gỡ phận, cuối cùng sình bụng. Không dám gì gặp ba mẹ, tìm những đức. Khổ thế ghê. Đang ở đây nè. Mai mốt rồi chuẩn bị đẻ, tôi nhờ mấy bà đưa đi đẻ giùm. Nên khổ ghê. Thấy thê thảm. Nhìn ta mình nghĩ cuộc đời con người mà bữa nay mình cười người ta, mai mốt người ta cười mình. Sống trong cuộc đời này không ai mong muốn điều đó xảy ra với mình đâu. Những gì giúp người ta được thì giúp. Nhưng mà để bữa nào những đức cũng nói chuyện, nói với ba mẹ rồi con cái bây giờ vậy thôi, giúp cho nó chứ sao. Còn nếu khó khăn cái gì thì mình giúp được cái gì mình giúp. Nhưng đem con về lo đi. Nói con dạy thì cái mang, con lang thang thì mẹ đau khổ. Nên từ nơi đó dù cỡ nào cỡ chứ cha mẹ đâu có bỏ con được quý vị. Nên con mình mà gặp những trường hợp vậy mình đừng có chửi con mình ngu dại làm chi. Nó buồn quá, nó kết liễu cuộc đời đây thê thảm hơn. Con mình khi gặp những trường hợp gì, mình là người làm cha làm mẹ, mình nên giang đôi tay ra để giúp con mình. Chứ ai cũng chữ nó hết rồi, nó biết nương vào ai. Thấy không? Nó kiếm những đức là gì, những đức không có chữ. Mỗi ngày xuống nhà bếp xin mấy cô sữa uống,
Mấy cô nói có cho không thầy? Tại chùa mình theo quy tắc không à. Nhưng Đức nói thôi riêng bà bầu cho bà uống đi, đặng mai mốt bà có sức bà gặn. Mà nuôi bà bầu này mập lù. Thì vì thấy những Đức nuôi bầu cũng mập, mà nuôi già cũng mập, nuôi trẻ em cũng mập, nuôi ba trợn cũng mập. À, nên cái ăn của con người đối với người nó quan trọng lắm. Nên đối với con nít đó, như bản thân những Đức lúc còn nhỏ thèm nhiều thứ đồ ăn mà không có ăn. Những Đức từ nhỏ tới lớn thích ăn chuối, thích ăn chuối lắm. Không có buổi ăn cơm nào mà không ăn chuối chứ, bây giờ cũng vậy nữa. Lúc nào ăn cơm cũng có chuối chứ nha. Chắc những Đức là dạng đạo chuối. Mai mốt đừng kêu thầy Đức, kêu thầy chuối. Thấy chưa? Mai mốt mấy cô đừng kêu thầy Đức, kêu chào thầy chuối. Nghe mắc dễ thương nha. Nghe tên mắc cừ hay dở diễn biến mà kêu tới tên là nghe mắc cừ. Mai mốt chuyển lại tên pháp danh thầy thích những chuối. Nghe dễ thương quý vị. Không? Nên từ từ đó mà mình thèm chuối, mấy vị biết không có chuối ăn. Hồi xưa còn nhỏ thì cái nhà kế bên ta trồng chuối, mỗi lần chuối chín nhìn thèm chảy nước miếng. Thèm chuối đâu có chuối ăn đâu. À, chuối non non người ta chín háp á, ta để ta cho bẻ ăn chơi, chuối non lạc nhách cũng phải ăn, ăn với cái bụng trình bình, trong bụng lãi không. Ăn chuối non bụng lãi lắm quý vị, nghe chưa, còn nhỏ biết mà. Nên từ nơi đó quý vị thấy không, mình nghĩ đến hồi lúc mình còn nhỏ mình khổ, mình thèm này kia đâu có ăn đâu quý vị. Bây giờ mình thấy mấy đứa nít mình tội nghiệp, nên những Đức nó đầu tư nít là những Đức đầu tư tớ luôn á, có giỡn đâu. Bác Hồ ngày xưa tại sao mà dựng được đất nước? Vì thương thiếu nhi mà ra. Thiếu nhi nó sẽ lớn lên, nó lớn lên nó thương mình rồi thì nó sẽ cùng chung tay với mình làm việc lớn trong cuộc đời. Bác Hồ thông minh, đúng không? Học theo bác Hồ. Bây giờ mình có tiền, mình cứ nít đến chùa mình cho nó ăn, cho ăn đầy đủ, nên đứa nít nào ở chùa mình cũng phái chứ nha. Vì thấy nít nào mà chịu ở trong chùa, mà có nhiều đứa nít trong chùa mấy tháng chờ. Vì sao? Nó ăn ngon, nó ngủ ngon, nó tu được, nó nghe mình nói chuyện vui, nó phái. Chứ mình la nó hoài nó sợ lắm, nít mà. Như bản thân mình còn nhỏ, ai mà la mình hoài mình tránh người ta. Mà tránh sao dạy? Nó thích mình mới dạy nó được. Quý vị coi những Đức mà chỉ cần mà thoáng thoáng hình ảnh đi ngang bảo tháp thôi là nó trông nó chạy ra mắc cười muốn ăn chết luôn. Thôi kêu mình mà mình thắng xe luôn, chịu không nổi bước xuống. Nên mỗi lần đi qua bên coi kia có gì sữa rồi phải hỏi cô ấy cô cúng đâu, 100 thùng sữa đem qua đây cho mấy nhóc bên đây 38 thùng, rồi để cho bên bảo tháp 12 thùng, rồi bên bên kia bên 50 thùng, nó chia nhau mà dùng. Nó từ nơi đó mà đi đâu ưa có bánh rồi chị cầm theo đi ngang bảo tháp cái cho nó ăn miếng, hoặc thấy nó cái là ưa mua nó đá miếng rồi cho nó uống. Nít đó, mình phải thương nó vậy đó, cái tình thương đó mình mới dạy nó được, nghe không? La nó quá nó sợ vậy lắm, khi mình la nó mình gầy nó mình phải nói cho nó hiểu thì nó sợ, nó rất là sợ làm mình buồn. Mà khi nó sợ làm mình buồn mình mới dạy nó được. Mấy vị nhớ dạy con nít là phải vậy đó. Người lớn cũng vậy nữa. Người lớn cũng vậy nữa. Nó đã đặt tình cảm thân thiết rồi, họ sợ làm mình buồn dữ lắm. Đó, cái đó mình mới dạy được. Còn nếu như nó ghét mình, nó thấy mình buồn, nó buồn cho chết, là mình hết dạy. Nó ghét mình rồi là không có dạy được đâu. Đó, nên quý vị về nghe những Đức nói chuyện, quý vị thấy Phật Pháp gọn hơn không? Dễ hiểu quá trời luôn, đúng không? Nó, cái quan trọng của con người đến gặp con người là chưa cho nhau gì chứ là cho nhau nụ cười. Nụ cười đâu có tốn tiền gì đâu, hiểu không? Cười đâu có tốn tiền đâu. À, đi vô chùa thì ai với đạo Phật. Bữa nào mà vui thì mình cười cho nó ngon, chứ bữa nào không vui được mấy thì mình ai với đạo Phật.
cũng cười hả? Không cười nay vô duyên nghe, nay cười không được vui gì mấy, không cũng cười đó. Nên con người mà nó tập được gì, từ cái nó không được cười vui mà nó cười lâu ngày thành vui. Con người cái gì cũng tập thành quen, quý vị như nãy như Đức nói á, chữ lộn với thành quen á, thấy chưa? Vậy thì cười cũng thành quen, niệm Phật cũng thành quen đó, ăn diện thành quen nghe quý vị, ăn diện thành quen á. Hồi đó trong cái quán ăn như Đức có con nhỏ đó, một ngày nó đánh kem 3 lần, nó đánh kinh khủng luôn. Nó đánh một buổi sáng rồi nó làm việc chút dơ, nó rửa mặt gì chưa, nó đánh thêm một buổi nữa, hông 4 lần luôn. Buổi trưa nó ngủ đánh dọc, đánh xong nó ngủ thức dậy nó làm lem tới lúc nó trang điểm một phát nữa là thấy 3 quận rồi, nó đánh thêm một phát nữa tới chiều tối, chắc tối 1 lần nữa là 5 quận luôn. Nó đánh một tạ vậy nè, mọi vị biết mỗi lần mà nó rửa mặt cái mặt nó hư hết trơn quý vị, đánh nhiều quá cái lớp kem dày vậy nè, mặt hư hết trơn. Mà những Đức hỏi vậy nếu mà không đánh thì sao, nó nói không đánh chịu quá nổi, da mặt khô khan luôn. Hồi xưa những Đức không có biết, nhưng bây giờ những Đức học Phật những Đức mới lý giải ra vì sao đánh kem nhiều mà khi không đánh da mặt khô, vì da mặt mình nó ăn kem nó ăn quen rồi, bây giờ mà không đánh thì nó đói, đói thì nó khô da. Nó thì tự nhiên đánh một lớp lên nhìn mặt không có miếng mụn nữa, mà kem thấy ghê lắm. Rồi khi rửa ra là mặt ở trong mụn không, và mặt nó trắng kỳ cục lắm, nó trắng không phải trắng da người mà nó trắng da người chết, nghe chưa, da người chết. Nó có người mà đánh kem nhiều là cái da mặt mình như người chết vậy đó, còn người mà ít đánh kem phẳng da mặt mình nó là da người, nó da nào ra da nấy, hiểu không? Nó nên quý vị biết rằng cái gì cũng vậy, tập là nó quen à, quen thật à. Nó còn ngày xưa quán ăn là có nhỏ thích chảy đầu, một ngày nó nói là nó chảy đầu 15 lần, nó chảy liên luôn, nó cứ chạy bàn chút là chạy vô chạy đầu, chạy bàn chút chạy vô chạy đầu, thấy không? Tất cả những cái bệnh này đều là do tập mà ra không đó quý vị, tập mà ra không. Nó rồi khi mà có những người nó mang cái bệnh là ngắm nghía trước mặt kiến, có không, cái tật á nó ngắm nghía tối ngày luôn đó, cái đó cũng là một cái quen tật đó quý vị. Vậy thì bây giờ tất cả những cái tật này nó quy vị gì? Quen niệm Phật, quay lại quen niệm Phật, thấy không? Quen niệm Phật nó sẽ sửa những cái tật kia được liền, mà nó còn tốt đẹp hơn. Nó còn có con bé này nó chuyên gia cái gì biết không, nó soi bói mặt, mặt nó nổi có một mụn mà nó soi bói nó mổ nó quào gì mà nó nổi quá trời luôn, thấy chưa? Mà nó lâu lành dữ lắm nghe, mà để đại thì nó mau lành, để đại nó mau lành, nhưng mà soi bói nó là nó vừa môi chỗ này là nó mọc chỗ khác, để đại mà nó rất mau lành đó. Nên nó từ nơi đó mà Iran như mình niệm Phật, lo niệm Phật đi, vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít mặc kệ, cứ lo niệm Phật, niệm lâu vọng tưởng tự mắc, thấy không? Vì thấy cái cách giảng tịnh độ không, nó dẫn dắt rồi nhân sinh, rồi nó đưa vào cái pháp tu tịnh độ, đúng là cái pháp tu tịnh độ này đặc biệt, thấy không? Cái đứa bé 11 tuổi mà liên tịnh này giảng sanh này đúng là đặc biệt ghê, quá đặc biệt luôn. Bé này bởi vì quý vị tu niệm Phật, một câu Phật niệm đến cùng là chắc chắn, yên tâm thành tựu chắc chắn luôn. Vì sao quý vị không? Nó để là 2 cái răng như bông sen. Như Đức nói giống như dạy chúng ta dùng cái miệng niệm Phật, và nó kết tinh giống như một trái tim như vậy, thì giống như là lòng tin trong sạch đối với tịnh độ. Cái đặc biệt là nó nói với mẹ nó, cái này mà quý vị biết, nó không phải trong thân nó đâu, mà là một cái vật bên ngoài mà nó thành xá lợi. Kinh chứ, bây giờ những Đức nói là nó thành xá lợi chứ không phải giỡn đâu, chứ lắc ai về đầu Phật á. Chị nghĩ sao? Những Đức hỏi á, ở dưới á, chỗ mà lò thiêu á, là cái độ lửa của lò thiêu đó quý vị, là nó 700-800 độ, độ lửa nó mạnh đến mức gì, cái thứ gì nó thiêu cũng cháy, cũng chảy ra nước luôn, đừng nói chuyện giận chơi, thiêu không còn một cái gì luôn. Mà quý vị coi cái răng con người vẫn duy trì được
trở thành như là bông sen. Vì nghĩ như sao? Rồi quý vị coi cái chiếc lắc bạc trước khi mà nó chưa mắc, nó nói với mẹ nó gì nè: con để lại cho thầy chiếc lắc mà thầy tặng cho con chứ hay gia đạo Phật. Tại vì thầy giảng một câu Phật hiệu niệm đến cùng, con để chiếc lắc này lại. Mẹ nó cho nó một cọng dây chuyền hình Quan Âm, nó có nói để lại. Khi mà thiêu xong quý vị, cái xác của cọng dây chuyền cô không thấy, nó chảy không còn một miếng luôn. Chiếc lắc chữ A Di Đà Phật còn nguyên vẹn luôn, chữ A Di Đà Phật không động một chút luôn. Kinh khủng thì mà cái màu bạc nó chuyển nó thành cái màu bạc sao đâu á, ngộ thiết ghê. Nhưng Đức nói với mấy anh em, Đức nói đây này, cái nguyện này bây giờ bạc thành sắc lợ luôn, bạc thành sắc lợ luôn. Những quan ông nghe nói gì quá quan hỷ. Hôm qua những quan nói: thôi thầy cho con thỉnh cộng cái lắc dây chuyền đi, con đem về đây con thờ luôn, mỗi ngày lễ lại. Tại vì sao? Cái vật của cái người mà sanh cực lạc để lại, mà trải qua một trận lửa đốt kinh khủng, đúng không? Có nghĩa là câu Phật hiệu chân thật, bổ nguyện chân thật, niệm Phật là chân thật, giảng sanh chân thật. Nghĩa là niệm câu Phật hiệu này là chắc chắn giảng sanh. Niệm câu Phật hiệu này chắc chắn giảng sanh. Quý vị coi, trời, chiếc lắc bạc mà lửa đó nó đốt mà còn tồn tại mới sợ. Nó không còn một miếng luôn, vậy mà vẫn còn y nguyên luôn. Quý vị coi rõ ràng, quay lên đó, quý vị coi đó, quý vị coi đó, phải tính tâm không? Ồ, giảng sanh thù thắng thì ghê. Mới có 11 tuổi, làm gì? Thị hiện quý vị làm được, quý vị thấy Phật Bồ Tát người ta thị hiện không? Mình làm được. Bệnh đau như mình làm gì? Bụng bự. Niệm Phật không ghen ghĩ, không tìm bác sĩ, không tìm thuốc, ghê không? Cuối cùng biết bây giờ giảng sanh luôn. Ra đi chính những đức ngồi bên cạnh thấy rõ ràng luôn nè. Còn một công đoạn chào quý vị chưa làm xong. Còn một công đoạn mà chào tất cả chúng sanh khi về cực lạc chưa làm xong, vài bữa làm xong. Coi đi, tăng thêm tính tâm cho thấy. Quá thù thắng luôn mà. Phải rõ ràng tin tịnh độ không? Mấy tháng vô chùa, mấy tháng? 6 tháng một tuần. Mẹ nó nói rõ ràng là 6 tháng một tuần lễ. Là từ khi nghe nhà Đức nói chuyện là lên chùa xong đòi ở chùa luôn. Là 6 tháng một tuần là ở trong chùa niệm Phật vậy đó. Mà thành tựu thù thắng gì quý vị coi. Cái duyên người ta đưa đi cỡ nào chưa? Người bình thường nào trong chùa mình có một bà già nào mà được cái đám đưa đi mà đông vậy không? Mà nó quan hỷ gì đâu, nó vui gì đâu á. Ngộ ghê. Cho quý vị thấy rõ ràng luôn. Bữa đó chùa chúng ta có hai đám đưa đi. Một cái đám đúng một chiếc xe chở quan tài bên đây, với hai ông thầy với bốn bà già. Nhưng Đức định cho đi xuống đó đang cáp tùng, đang mấy bà niệm Phật, đang đưa đi vô thiêu lượt. Đi xuống cái đó ai cũng tập trung lại niệm cho con nhỏ này không. Niệm xong mấy bà đi về mất tiêu. Để lại có hai ông thầy với bốn bà già niệm Phật. Về hỏi nó, không như ăn nói ai biết. Trời, nói rồi niệm Phật chung để đưa đi. Sao kỳ vậy? Như ăn nói cũng không biết nữa. Sao xuống đó niệm xong cái tự nhiên ai cũng đòi đi về. Những đức nói cho quý vị nghe, đừng có trách ai chứ nghe. Cái gì nó cũng có duyên, có phần. Còn không có duyên, ai niệm cho quý vị? Hiểu không? Quý vị không niệm cho người ta, ai niệm cho quý vị? Quý vị đã không từng giúp người ta, ai giúp cho quý vị? Sao đứa bé này nó được gì? Nó phải kết duyên những đức đặc biệt, kết duyên với chúng sanh đặc biệt. Nếu mà nó không có những đức nói, làm sao thù thắng vậy? Rồi đại lão Hòa Thượng Hải Hiền năm xưa, nếu không có Hòa Thượng Tịnh Không, sao mà thù thắng như vậy? Con bé này đến đây nó độ vô lượng chúng sanh đó quý vị. Cho quý vị biết đó, cái duyên ta đã kết sẵn rồi. Đến đây nhờ người này nói một cái, người có tiếng tâm nói một phát là thành tựu thù thắng vậy đó. Mà chính những đức ngồi bên cạnh nó thấy rõ ràng luôn. Nó ra điên gì nè: A Di Đà Phật. Mắt nó gì nè. Xong những đức nói:
chút nhắm mắt đi, niệm tiếng sao, rồi nhắm mắt luôn, mà giá mặt đẹp còn hơn còn sống. Quý vị biết nó thù thắng cỡ nào chưa? Cái bụng con người bệnh đau, cái bụng bự gì, bự hơn cái bụng Nhân Đức. Niệm 24 tiếng, đúng ra nó tràn dịch chứ, trong bụng nó hư hoại, nó tràn ra miệng chứ, sao mà thịt da bình thường luôn, không tràn cái gì hết chứ, tắm cũng bình thường luôn, không có mùi hôi chứ. Ta, ta. Cái lạ không? Phải cái người niệm Phật giảng sanh bị thấy phi thường chứ, thì hiện cho bị thấy đó. Ngày xưa chú Nguyễn Văn Công mắt vô nó xì xuống, cái nó ẹp xuống, tràn cái thấy ghê, con bé nguyên luôn, bụng bình thường vậy luôn, giữ vậy hoài giống người thịt còn sống vậy. Lạ chưa? Đó, mắt không chảy miếng nước mắt. Đa phần con người người ta lúc đến là khóc, đi là phải chảy nước mắt, là cõi đời quá khổ đau. Con bé này thân bệnh tâm không bệnh, rõ ràng luôn, ra đi là ai với Đà Phật rồi đi, tay để yên gì nè, ai chết mà tay để gì không, cái này ai mà làm cho nó gì luôn. Con người người ta khi gần chết là thở, là nó khó khăn, người ta dễ dùng tay, người ta quơ tá lả chân cẳng gì tứ tung. Con bé này nằm yên nguyên, tay để yên nguyên gì, à Di Đà Phật. Thấy chưa? Thì thấy không? Nên từ nơi đó mà thấy thù thắng chưa? Trò một chúng sanh ta đến cõi đời này, khi ta đi như vậy nhìn mình ham, cuối đời mình phải làm sao bèo bèo cũng được gì. Mấy bà lớn hơn mà, bà có cơ hội làm nhiều việc hơn nữa. Nếu như mấy bà mà chuyên nhất lòng tin kiên cố, lòng tin trong sạch, thì mấy bà còn hơn người ta nữa. Sau này nhiều cô đây á, cố gắng giảng sanh, leo lên lóc nhà nhảy xuống cho chồng sanh mặt chứ. Tôi mà giảng sanh ông phải tu theo luôn. Tôi leo lóc nhà tôi nhảy, tôi nhủi đầu xuống trồng chuối cho ông thấy phi thường chứ. Hoặc là trên cái liễu gieo mình xuống, ngồi xuống đất y nguyên, ra đi phi thường chút coi. Bé này kinh chưa, lòng tin trong sạch, thấy chưa? Nghe không? Nè, ngày mai qua bệnh hay là gì đây không, lấy chiếc lắc cho mọi người gần cái. Người thế giới cực lạc để lại quà cáp, ghê quá, thấy chưa? Quá thù thắng mà quý vị. Chùa của mình cứ mỗi năm có chuyện lạ không, làm cho người niệm Phật sơm tụ, phải không? Năm nào cũng có chứ, toàn là cao thủ đến chùa không. Hồi xưa cao thủ vừa vừa, nhưng bây giờ càng ngày càng nâng cấp lên thì thấy cao thủ đến, cao thủ tứ dữ không, không biết Bồ Tát ở phương nào luôn, phải không? Mình thấy bắt tay Bồ Tát thì cũng hãnh diện ghê. Khi gần ra đi Bồ Tát bắt tay, xin bắt tay với thầy một cái, phải không? Còn hứa nghe, về cực lạc xong trở lại phụ thầy nuôi người già, được không? Nói rõ ràng luôn, 11 năm sau mà có đứa bé nào 11 tuổi vô chùa tu mà giống giống này, à, đến nữa đây, đến nữa đây, thấy không? Quá phi thường, phi thường quá, thấy chưa? Nghe mà mình kể hoài giờ thấy cũng hứng nữa quý vị. Tại vì cái pháp tu mà có người thành tựu vậy, vậy thì mình yên tâm rồi. Mà đâu phải một đứa bé này đâu, mà giờ đứa bé này nó còn giữ mấy bà già khác, đúng không? Cô Phương thì hoa sen mọc từ miệng ra, còn bé này còn kinh hơn nữa mà. Nó làm những cái chuyện phi kinh thiên động địa mà ghê quá. Nó thấy rõ ràng luôn, cho mình xác thực luôn. Mà mỗi một công đoạn của cháu nó để lại đầy đủ hết trơn luôn. Nếu mà tất cả công đoạn của cháu mà bây giờ ghép lại nó thành một, 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 một,
một cái mô hình luôn đó quý vị, một mô hình mà từ khi còn sống và đến khi cuối cùng giáng sanh luôn, ghép lại là thành luôn á, thành một thể luôn, ghê chưa? Tại vì Như Đức quay từng đoạn ngắn bây giờ mà ghép lại hết lại đi là hình thành luôn. Thì thấy không, nó ra đi nó để là thù thắng quá trời luôn. Nó, nên mình từ nơi đó mà cái lòng tin người niệm Phật mình thấy cực kỳ cao. Bây giờ trong gia đình mà con cái này kia khổ đau cái gì lo niệm Phật đi. Thì ở cõi này nó khổ mà không khổ thì sao niệm Phật? Ở cõi này phải bị gặp những cái sự chướng tay gai mắt, cái sự khổ đau trong cuộc đời, sanh con nuôi con dạy con không nghe, chuyện này là cõi này phải có. Có gì mình mới tu giáng sanh? Có gì mình mới tu giáng sanh? Chứ thuận sao tu giáng sanh? À, nên mấy cái người mà nghe đạo nhớ khổ đau là đúng rồi. Mình đến cái cõi này không khổ sao được? Có cô cứ gặp nhớ hỏi thầy, thầy gia đình con làm nghề sát sanh, nghe thầy giảng vừa bỏ nghề sát sanh, hồi lúc làm nghề sát sanh nhà chưa có chuyện gì xảy ra, vừa bỏ nghề sát sanh tự nhiên con bị xe đụng gãy cái tay, chồng đi lật bằng chân, còn con tự nhiên nhủi đầu vô gốc cây, sao kỳ cục vậy thầy? Những đức nói tốt. Tốt là sao? Tôi nói cho cô biết cái nghề sát sanh này bình thường mà làm hoài nó không có chuyện gì xảy ra là sao? Nó đẩy tới luôn á, nó đẩy tới chỗ luôn, nó đẩy đến lúc mà tới lúc luôn rồi là xuống tam đồ luôn, quất một phát tiêu sạch luôn vậy đó. À, nó cứ đẩy mình gần vị trí rồi nó giật một phát, nhà cửa tan nát, của cải sạch sẽ, chết bỏ mạng, đọa lạc luôn, không có cái chuyện trả quả báo. Nhưng bây giờ cô nghe đạo, cô quay đầu cô hướng thiện là động đến cái nghiệp liền, là tức khắc chuyển qua quả báo tam đồ thành quả báo thế gian. Cô hiểu chưa? Nó nói tội nghe thầy nói tự nhiên sáng cái tâm lên, tính nghỉ tu rồi đó. Thấy chưa? Không nghe đạo thì thấy bỏ tu chưa? Nó phải hiểu cái quý vị coi, cái quả báo thế gian này chả đáng nói là gì, cái quả báo tam đồ mới kinh thiên động địa, đáng sợ, biết chừng nào mà ra khỏi, thấy không? Nên cái nghiệp sát sanh nó vậy đó, nó lạ lắm. Nên khi vừa quay đầu là biết rồi, hoặc là mình vừa ăn chay trường, quý vị thấy nó có chuyện này chuyện kia, thấy chưa? Chả qua báo, tiếp tục ăn đi, ăn thời gian yên rồi. À, niệm Phật, vừa phát tâm niệm Phật là có chuyện, do cái tâm mình cố gắng niệm quá có chuyện liền. Nhưng mà miết niệm luôn là giải nghiệp luôn, giải nghiệp thế gian luôn. Mấy ngày nay giảng kể cái chú Hồng á, hai vợ chồng tu, cô Hải ở bên đây, chú Hồng, chú gia đình ngày xưa làm nghề xiết cá, xiết điện quý vị. Ồ, cái dùng của chú cá nhiều quá trời luôn, lấy điện cá giật giống như con ếch, xiết nó một cái là con ếch đang lội nè, điện. Ai mà từng đi xiết điện cá là sẽ biết liền, xiết điện là biết liền gì đâu. Cuối cùng cái quả báo quý vị là khớp của chú bị bệnh rút, khớp của chú nổi cục vậy nè, nó cục vậy nè, nó nổi theo mấy cái mà khớp á, nổi ghê lắm. Rồi dưới bàn chân nó nổi một cục vậy nè, ngay chân chỗ mắt cá cục vậy nè. Mà cách nay 4 năm gì trước thì bác sĩ nói chú là 2 tháng nữa mù. Chú gặp Như Đức, Như Đức nói niệm Phật mù Như Đức lo, niệm đi khỏe luôn, tới bây giờ 4 năm không có mù, đâu có mù đâu. Bác sĩ khám bệnh nói ổng 2 tháng nữa mù, ổng biết ổng niệm Phật nghỉ uống thuốc luôn, đâu có mù đâu, không khỏe, làm việc tam bảo quá trời luôn. Bắt đầu bây giờ nó khảo đảo lần tiếp tục nặng hơn, cục tay chú tự nhiên gì nè quý vị. Y gan là lúc mà mình dùng điện mình giật con cá luôn, nó gì luôn, tự nhiên nó cong tay cong chân là gì nè, kinh chưa? Mà chú nói ngày xưa mà xiết điện cá đó quý vị là kiếm được nhiều tiền, một ngày nhiều tiền lắm, nhưng mà cuối cùng quý vị không có tiền, cuối cùng không có tiền gì hết trơn, có tiền nhiều nhưng mà sạch nhách hết trơn. Nhờ đi tu mà nó chuyển quả báo tam đồ qua báo thế gian. Bữa đó Như Đức lên thăm, Như Đức nói vui vẻ niệm Phật cầu sanh cực lạc.
Nhớ vui vẻ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe. Nên cái người làm nghề sát sanh nè, chuyển nghiệp, chuyển nghề đi, chuyển cái nghề sát sanh đi. Nếu không, đến lúc mà quả báo mà nó đổ ra ghê lắm, gia đình tan nát hết, chết tầm bậy tầm bạ không. Không, những đứa coi mấy cái chương trình mà người ta quay mà dưới biển ấy vậy, mà nó lặn xuống biển nó bắt con này con kia ấy vậy. Mà mấy cái chương trình đó, nó quay nó cũng câu like á, mà nó làm thiệt luôn. Nó lặn xuống, nó chơi cái mũi chĩa, chỉ sát cái quý vị, chứ cây sắt nhọn quét. Ồ, nó đội cái đèn trên đầu, nó gọi ngay có mặt con cá đâu thấy đâu. Mình thấy tội nghiệp thì ghê, bây giờ mình ăn chay mình mới thấy tội nghiệp nha quý vị. Hồi xưa thì mình chắc không có tội nghiệp đâu. Ngày xưa mình ăn mặn mà tội nghiệp cái gì? Con gì mình cũng ăn nó chứ đừng nói chi con cá. Thì vì biết rằng là nó cầm vô chị nó đâm một cái xiên ngang đầu. Dính lại, nó dậy nó chạy dính lại. Xong khi dính vô trong cái mũi chĩa xong thì đưa cái con cá lên gì. Mình tự nhiên mình coi cái mình nghĩ là ở dưới địa ngục quý vị, quỷ sứ cầm mũi chĩa chọt người ta dở lên toàn ten. Nghe không? Nhìn cái mình thấy ô thì ra là quả báo do con người tạo, nhân do người tạo mà thành quả, ghê chưa? Nên cái hình cụ ở dưới âm phủ là y rang cái đồ dùng của mình ở trên nhân gian. Nó nói là dương gian âm phủ đồng một lý. Quý vị ở đây quý vị dùng cái hình cụ gì để giết chúng sanh thì ở dưới âm phủ tức khắc có hình cụ đó liền. Ở đây bây giờ có những cái máy giết gà thì ở dưới âm phủ đã có cái máy xây mình rồi đó. Xây mình ở dưới đó. Ở đây quý vị chỉ cần tạo ra một hình cụ gì giết con vật thì ở dưới âm phủ tức khắc có cái địa ngục đó liền. Cái này là 100% luôn. Có người xuống gặp vua Diêm Vương nói rằng: nhà vua ơi, ngài mở địa ngục gì mở hoài à, hành hạ chúng sanh khổ quá. Vua Diêm Vương nói rằng: à được, quỷ sứ dẫn người này đi đến địa ngục coi thử coi con. Dẫn đến là địa ngục đó. Ở địa ngục đâu? Tự nhiên ông này bừng tỉnh lại. Ồ thì ra không có cái quả báo trong địa ngục thì dù ở trong địa ngục cũng không thấy địa ngục. Như vậy thì con người đọa trong địa ngục là từ đâu? Là do con người tạo ra địa ngục. Địa ngục hình thành là từ đâu? Do con người tạo ra địa ngục. Như vậy thì tất cả những cái duyên tạo địa ngục là quả địa ngục. Ghê không? Thấy chưa? Tâm sân hận là nhân, quả báo là ở trong địa ngục. Tâm tham lam là nhân, quả báo trong loài quỷ. Tâm ngu si là nhân, quả báo là súc sanh. Thấy chưa? Còn tất cả những hình cụ giết là do từ cái hình cụ nào mình giết, là ở dưới địa ngục có hình cụ đó. Nên tất cả những con người đi đâm giết, chích điện, mũi chĩa đâm con vật, cắt cổ, mổ bụng, lột da, ở dưới địa ngục có sẵn hết. Là quý vị làm cho đây làm sao? Là tương lai quý vị đi xuống dưới địa ngục y rang 100%. Thấy cảnh ghê lắm hay vậy. Cầm cái đèn gọi xuống con cá bự gì nè, nó cầm nguyên một cái cây sắt nhọn bén, bén lắm quý vị. Bắt đầu là nó lấy cây sắt này, nó đâm chỗ này nè, ngay cái não con cá quý vị, cái đầu đâm một phát xuyên ngang con cá làm nè, te lử. Thì ghê không quý vị nghĩ đi. Nếu đặt mình là con cá mà người ta sọt mình vậy, mình nghĩ sao? Nó mình nghĩ gì? Bởi vì mình tu mình mới nghĩ ra được gì nghe quý vị. Mình không tu mình có nghĩ gì đâu. Bởi vì tất cả những người đi làm đi biển ưa chết tầm bậy lắm. Ở trong chùa có một gia đình mà đứa con đi vô chùa tu, cha mẹ làm nghề đi biển, con đứa nào sinh ra con mắt gì nè quý vị? Mắt buồn hiu à. Tại vì mình làm nghề đi biển, mình giết cá đồ đi biển, mắt nhìn xanh con, mắt buồn hiu. Rồi nói rằng có thằng trai chết kỳ cục lắm, tự nhiên đi ra biển, vừa té xuống biển tự nhiên mắt tích, rồi kiếm xác chết queo. Khi nó quả báo đến lúc nó chết rất là lạ kỳ. Nghề sát sanh ghê lắm. Nên Phật tử mà nghe đạo rồi ăn chay trường đi quý vị. Chay trường phóng sanh đi. Đây là dừng ác nhất rồi đó. Ghê ha. Bởi vì
quý vị mà ăn chay rồi vì đâu có sát sanh nữa đâu. Vậy mà còn có dẫn cô, có những cô khi mình ăn chay rồi nhưng ở nhà mình còn người là ăn mặn, mình phải mặn, mình phải cắt thịt, mình chiên xào nấu nướng, nó không nó nên quý vị biết những đức ăn chay nó mừng ghê. Bây giờ trong chùa cỡ nào cỡ chứ ăn chay không, ăn chay này kia được, chứ có giết con vật nào đâu, còn phóng sanh, thấy không? Nên cái quả báo nó đáng sợ lắm quý vị. Nên mình nghe đạo rồi, mình biết tu rồi, mình mừng dữ lắm. Quý vị nghe gì rồi, mỗi tuần đi người nó hiền, hiền mà. Nhưng mấy đứa nít này đồ thấy không, người ta nhớ xíu gì mà ta ngồi ta nghe pháp ngon lành, cũng được tiếng mấy rồi giỡn đâu, mang mắt kiến vô nữa. Thấy mệt ghê, nhớ xíu mà mắc kiến. Ngồi nghe pháo từ quá trời luôn, thấy chưa? Người ta nhìn ta vậy cho ta nghe pháo từ quá được luôn, chứ giỡn đâu. Nghe pháo mà chuẩn bị cục kẹo nữa chứ. Thấy không? Con nít mà vậy là đặc biệt, ở dưới kia con nít nữa, theo mẹ được không? Người ta ngồi ta nghe pháo từ ngon lành, thấy chưa? Người ta có làm phiền mẹ người ta đâu. Càng ngày càng ngoan á. Nên người ta nhỏ như ta càng ngày ta càng ngoan, ta ngồi nghe pháp có động đậy mẹ gì đâu. Hồi nhỏ còn động đậy còn quậy, bây giờ người ta càng ngày lớn là được rồi đó. Bên đây mấy bạn nhỏ này thấy chưa, à, đây con cô mấy cô đồ đây nè, gái bé ấy nè, còn thằng con trai đang thui kia nó, nít đồ ta ngồi, ta ngồi đàng hoàng, ngồi ngủ gục thì ngủ gục chứ tuyệt đối không động đậy tới mẹ, vì là quá ngoan. Nít ở đây vì là nít dễ thương không nghe, toàn là nít thiện căn dày không đó. Ở dưới có một bạn trai ta đứng lên ta nhìn thấy chưa, nhắc là nhắc chung hết đó con, tất cả mấy đứa nít đều dễ thương hết chứ. Đứa nít nào nghe pháp ngoan là dễ thương không á, chứ đừng có động đậy mẹ, còn ngủ thì ngủ tại chỗ, đừng có động mẹ thôi à. Nó vậy là dễ thương lắm á, đâu phải đơn giản thiện căn ta dày lắm á. Ta ngồi ta nghe Phật pháp, nghe tịnh độ á, là ta cúng dường cũng vô lượng chư Phật rồi, ta mới ngồi đây á, chứ không giỡn đâu nghe. Nên mỗi một con người mình phải nhận thức được cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đại thù thắng. Đọc lời nguyện đi cho nó ấm áp cõi lòng kìa. Khi con thành Phật. Bây giờ gần kết thúc rồi mình khi con thành Phật, thấy không? Nó bây giờ mấy đứa nhỏ nghe nghe con, khi con thành Phật là các con luôn á. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh về nước con thì đều chứng được nhất sanh bổ xứ. Đó. Nguyện của Phật á. Nguyện của Phật á. Bây giờ một người này bệnh đau ung thư nằm một chỗ, nói đây là người đó mà tất cả quý vị là có phần là chắc chắn. Tại cái người ta nói, người ta nói cái người thấp nhất á, bệnh đau tạo nghiệp rồi á, ung thư, sida, xi măng. Nên từ nơi đó mà niệm Phật, khi sanh về cực lạc thì họ là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Quý vị biết Bồ Tát nhất sanh bộ xứ là ai không? Di Lặc Bồ Tát á. Di Lặc Bồ Tát á, khi giáo pháp Đức Thế Tôn qua đi, Di Lặc Bồ Tát xuống nhân gian làm Phật, nên gọi là mở hội Long Hoa, là Di Lặc Bồ Tát xuống thế là nhất sanh bộ xứ. Là vị Bồ Tát này có năng lực trí tuệ để đi mười phương khắp pháp giới, quốc độ nào chưa có Phật để các ngài làm Phật giáo hóa quốc độ đó. Đó. Nên từ nơi đó mà nhất sanh bộ xứ thì thế gian chúng ta gọi cũng như là chắc thạc sĩ, còn tiến sĩ giống như Phật đi, thạc sĩ đó kế Phật luôn rồi đó nghe. Một con người tầm thường bệnh đau sida chuột, lùng lẻ hô súng, con nít thiếu học, dốt nát, hung bạo, dữ dằn, tạo nhiều nghiệp chướng, mà nghe được pháp môn tịnh độ, tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, cũng như bé Liên Tình bệnh đau vậy đó mà niệm Phật về cực lạc là nhất sanh bộ xứ, nhất Phật thừa. Thấy không? Bồ Tát nhất sanh bộ xứ là nguyện rõ ràng mà. Đó. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh về nước con thì đều chứng được nhất sanh bộ xứ. Đó. Về thế giới cực lạc là chứng được nhất sanh bộ xứ.
Đặc biệt chưa? Trừ người có nguyện làm thân chúng sanh mặc giáp thệ nguyện giáo hóa hữu tình, khiến họ phát tâm tu hạnh bồ đề, thực hành hạnh nguyện bồ tát khổ hiền, tuy sanh nước khác nhưng đã vĩnh viễn thoát ly cõi ác, ham thích nói pháp hoặc thích nghe pháp hoặc hiện thần thông, tùy ý tu tập tất cả được đủ. Nếu không như thế con không thành Phật. Rõ ràng không? Đó. Vì sanh về thế giới Cực Lạc quý vị là nhất sanh bổ xứ, quý vị có khả năng làm Phật trong mọi quốc độ là điều tuyệt vời, đúng không? Thấy quá hạnh phúc. Còn nếu như quý vị có lời nguyện đi độ sanh thì câu đoạn này nói rõ ràng: trừ người có nguyện làm thân chúng sanh mặc giáp thệ nguyện giáo hóa hữu tình. Đó, quý vị có năng lực đi độ sanh, giáo hóa hữu tình, giúp cho họ tu hạnh phổ hiền. Tuyệt vời chưa? Vừa về Cực Lạc thôi mà có cái nguyện giáo hóa chúng sanh. Giống như bây giờ bé Liên Tịnh nó có cái nguyện giáo hóa chúng sanh trở về cõi ta bà, thì sao? Thì nó sẽ mặc giáp thề nguyện liền. Mặc giáp thề nguyện là gì? Cái lời nguyện kiên cố như giáp vậy đó, không bao giờ ai dao động tâm được họ chứ. Họ không bao giờ thối chuyển. Dù họ sanh quốc độ khác nhưng họ không còn thối chuyển. Vì sao? Vì họ là nhất sanh bổ xứ, không còn thối chuyển. Đó. Đi mười phương khắp pháp giới độ sanh nhưng không bao giờ thối chuyển, đi đến đâu cũng có đủ trí tuệ để dạy chúng sanh tu hạnh phổ hiền. Đặc biệt không? Vì về Cực Lạc rồi đạt đến nhẫn nhục ba la mật rồi nên dạy người ta tu hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là hạnh nhẫn á, hạnh đạo đức á, hạnh cung kính á, nên từ nơi đó mà dạy người ta được cái hạnh đó. Mà về Cực Lạc rồi có năng lực độ như vậy mà đi độ mười phương khắp pháp giới mặc giáp thề nguyện, không bao giờ bị ảnh hưởng gì hết trơn, đụng tất cả tham sân si trở ngại gì họ cũng không bị ảnh hưởng gì. Ồ, nghe mê quá, mê luôn, đúng không? Nên ở cõi đời này mà nấu ăn nè, lau nhà bếp nè, lặt rau nè, rửa rau nè, rửa nhà vệ sinh nè, làm công quả nè, đang giúp cho chúng sanh tu mà mang tâm vui vẻ, đó là gì? Được hóa độ tu hạnh phổ hiền chứ gì. Được hóa độ tu hạnh phổ hiền chứ gì. Thấy không? Người trong chùa mà là đang tu hạnh phổ hiền đó. Nói chuyện dẫn chơi hả? Mỗi ngày làm việc không nhận tiền, không nhận cái gì mà gọi là vật chất, không cầu danh cầu lợi, mà nhiệt tình vì chúng sanh. Mấy cô mình mà còn quinh ngon tài đồ kịch liệt, đúng không? Nó có nghĩa là ti thân nữ mà chuyển thành tâm của trượng phu, rõ ràng không? Rồi mà làm việc vui vẻ quan hỷ phục vụ chúng sanh, được giáo hóa dạy dỗ, tu hạnh phổ hiền, có cái phù hợp, thấy chưa? Rồi tất cả các cô dẫn người đi tu về làm vợ đàng hoàng, chồng chữ không nhăn nheo cái mặt. Hồi xưa mà nó nói tới cái vừa để kiếm tiền gì nó nhậu về nó vừa nói cái mặt ê nó lại không nói giống chết bây giờ chưa rồi xong chữ chút mở miệng lâm thiết gây chữ hoài ha, nó làm chồng quá đáng rồi nhau muốn vậy làm ghê không, kinh khủng luôn. À, giờ biết tu rồi về chồng nó này nó kia, nó nặng nó nhẹ, nhép miệng về chữ tôi phải không? Làm gì ngậm miệng quầy à? Nói gì nói lớn đại đi. Ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật. Thấy không? Nhẫn nhịn được hết trơn. Đang nhép miệng, họ làm nhép miệng hoài, ngậm. Làm gì ngậm hoài, âu sầu đúng không? Nói gì nói lớn lên đi. Ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật. Thấy không? Hay không? Nên mấy bà nghe đạo với bây giờ mấy bà gì bà làm được cái trách nhiệm làm vợ hiền rồi đó. Làm vợ Bồ Tát, làm mẹ Bồ Tát, làm con Bồ Tát, làm chồng Bồ Tát, bạn bè Bồ Tát, không bao giờ đi cùng với thác lát.
tu hành từ từ đi cùng với Bồ Tát, thấy không? Nhẫn nhịn chịu thiệt hết. Chồng có gia trưởng gì cũng vui hết, gia gì cũng được, gia cọp cũng sao, cho nên gia trưởng. Mình là người tu hành đã cầu sanh cực lạc thì sợ gì cái gia, gia gì kệ, miễn mỗi ngày sống vui vẻ niệm Phật là được rồi, gia gì cũng được. Ai muốn làm trưởng, muốn làm phó gì kệ mồ người ta, đúng không? Mình chỉ yêu cầu sanh cực lạc thôi. Bây giờ mình làm vợ làm chồng, mình làm vai trò cho đàng hoàng, mình tu cầu giải thoát, vậy là tu hạnh bổ hiền đó. Đó, đi học Phật về nhà nấu cơm đồ cho chồng, lo cho con, quét nhà quét cửa, dọn dẹp nhà cửa. Chứ đừng có nhiều chuyện nhiều điều mà đi tùm lum tùm la. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó bây giờ mình nghe đạo rồi giết rồi mình càng ngày càng dễ thương. Mình vui vẻ, người ta hung dữ, người ta khổ. Mình càng ngày mình hiền, mình vui. Mà mình hiền giết mình cảm hóa người ta luôn á. Người ta chửi mình giết, mình hiền giết mình cảm hóa người ta luôn quý vị. Phật Bồ Tát cảm hóa người ta chỉ có là từ bi thôi. Mà từ bi các ngài có đầy đủ phương tiện, nghe không? Từ bi mà các ngài rất là có nhiều phương tiện nên ngài độ hóa được nhiều chúng sanh. Nó bây giờ quý vị nghe đạo quý vị thấy không? Người nó về thấy nghe pháp thấy thoải mái chưa? Vui rõ ràng mà, ngồi tiếng mấy đồng hồ. Có bà kia bà nói vậy nè. Bà lỡ chủ nhật thứ bảy bà lại qua nghe thầy giảng. Bà kêu nói tôi bấm trên mạng tôi thấy ông thầy này sao ông giảng mà mặt ông dữ quá. Cái bà kêu bà nói bà đừng có đánh giá sớm quá. Tôi hồi đó cũng y gan bà. Mới nhìn thầy tôi thấy phản cảm. Thầy mỏ nhọn quét xấu quá. Người ta giảng pháp người ta đưa tay nhẹ nhàng còn ông sọ ông lòi con mắt. Ờ thiệt quý vị. Hồi xưa mình giảng pháp mình sọt sọt cái tay ghê lắm. Còn có khi á, gì? Có khi thì mình chơi gì luôn. Hồi xưa mình không biết kiếm hiệp. Cũ âm bạch cốt chảo mình quen. Giảng pháp mình quen tặc tự nhiên mình làm vậy nè. Có nhiều bả chứ mình né tới né lui. Thế ghê hơn vậy nè. Thì bị biết rằng người ta vừa coi sơ qua hình tướng tự nhiên thấy phản cảm. Không thích nghe. Bà nói tôi ngày xưa y gan bà luôn. Mới vừa nghe ông thầy giảng tôi không có chịu. Nhưng mà tôi tức mình sao nhiều người coi ông. Tôi tức tôi coi theo. Tôi coi theo giết giờ tôi ghiền luôn. Ngộ thế ghê. Bà nói rõ ràng luôn mà. Bà nói ban đầu thấy phản cảm lắm mà càng nghe thì càng thấy thích. Càng nghe thì càng thấy đúng cái tâm. Rồi cởi mở cái tâm lại vui mà thấy ông làm mắc cừ. Thì thấy không, cái duyên ban đầu nó mỏng á, vừa thấy ghét. Nhưng mà coi từ duyên nó dày. Mà cũng có duyên. Nên có duyên nên nó kéo bà tức bà kêu hoài. Có nhiều người ta nói mắc cười muốn chết luôn. Ta nói là trời ơi giảng cái gì đâu mà sao cứ nghe hoài. Bực mình thấy ghê. Nhưng mà cuối cùng bà cũng nghe. Tức quá bà nghe hoài luôn. Nghe viết dính luôn. Nghe viết rồi cỡ mở tâm tư bà luôn. Bà nói công nhận thầy này giảng từ từ hay nghe. Càng giảng sao từ từ thấy hay hơn nghe. Nói vậy đó. Thì rất là nhiều người gặp như Đức ta nói vậy đó quý vị. Mà mình cũng công nhận luôn. Đúng. Nhìn mình giảng pháp cái mặt không ưa vô chút nào. Kỳ cục lắm. Người ta giảng pháp dù ta hiện tướng rồi nhìn thấy dễ thương. À vậy nè. Thầy nói à. Mà mình làm cũng không được đẹp như người ta nữa. Người ta nhẹ nhàng lắm nghe. Mà người ta giảng người ta vừa cười cười ngộ lắm. Người ta cười cũng phải cười như mình mà răng hàm đồ đưa ra hết đâu. Người ta cười nhẹ nhàng sao, người ta luyện sao á. Không, chắc chắn mấy người đó chưa cười thật. Chứ cười thật mà sao không đưa ra được. Chắc chắn quý vị luôn, đúng không? Thí dụ như bây giờ quý vị đi tắm đi. Chắc chắn là quý vị phải cởi sạch. Thì chưa đạt tới trình độ cỡ mở sạch sẽ nên còn vướng víu. Còn một con người mà nó đã vui vẻ thoải mái thật sự thì có nhiều nó tóc sạch nhất nhiều ra luôn. Y gan mình đi tắm vậy đó. Tôi những cái ví dụ nó lạ thường lắm quý vị.
Ví dụ nó ngộ lắm, ví dụ rất là mua đen, rất là thời đại luôn đúng không? Đó, vì nghe dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. À, đã vui thì cười cho thoải mái đi. Chứ bây giờ những đức nói vị vui chưa đến đô nên mới bị cười. Cười mà nó còn gượng gạo cười á, chưa đến đô. Chứ quý vị mà cười đến đô thế đó, làm ghê lắm. Cười mà mình chảy nước mắt luôn mà cười đến đô luôn á nghe. Nó thấy chưa? Mà có nhiều cô mà nghe những tiết giảng mấy cô cười lăn ngửa luôn mà. Nó, có cái bà đó, bà nghe những tiết giảng bà cười, bà nói nè, cười đến mức mà con không biết con là ai luôn. Vui đến mức con quên con là ai luôn á thầy. Có cái bà kia bà có bầu, bà nói là trời trời thầy ơi thầy, con cười mà chồng con cứ nói bà cười coi chừng bà đẻ tại chỗ bây giờ. Cười đến mức mà nói là nó muốn đẻ tại chỗ luôn. Không biết sao mà thầy giảng mắc cười muốn gần chết. Mà những cái điều như Đức nói nó đơn giản mà nó mắc cười, hiểu không? Nên cái người mà không biết cười mà đi đến đây viết ít gì cũng cười được một chút. Nó có con bé, nó nghe những Đức giảng, mà mỗi lần những Đức nhìn con nhỏ này là nó nghe những Đức giảng, là những Đức giảng là nhiều người ta cười lắm, mà có con bé này nó không bao giờ cười. Mà nó nghe 3-4 lần sau những Đức để ý, nó thấy nó cười được 3 lần. Những Đức nói cũng được rồi đó, nhỏ này chắc là nó không biết cười. Mà nó gặp mình nó cười được 3 lần là cũng may mắn lắm. Mẹ nó nói nó không có cười thầy ơi. Xong những Đức hỏi vậy nó sống thì sao? Nó sống trong sự bình lặng luôn. Bình lặng là sao? Là nó đi chậm, ăn chậm, bặn chậm, tắm chậm, cái gì cũng chậm. Rồi cười, cười chậm. Thôi vậy thì cái cõi đời này nó sống chắc rồi. Thiếu thốn lắm đúng không? Dạ rất thiếu thốn, vì cái gì nó cũng chậm. Những đức này vậy thì cố gắng tập nó đi về chùa mình viết đi cho nó nhanh lên. Tại vì cái cõi đời này là cái cõi cơm áo gạo tiền, mà chậm quá là khổ lắm. Sau này còn mẹ thì được, chứ mẹ chết rồi sống làm sao, đúng không? Con mình phải tập cho nó hoạt bát vui vẻ, vì người ta nhìn là thấy kết rồi, thấy dễ thương rồi đúng không? Nó với tất cả các anh các chị ngồi đây cười có tốn tiền đâu. Hồi nãy giờ cười quá trời luôn. Người ta có đòi tiền cắt nào đâu. Sao không cười đi? Cười đại một cái đi có sao đâu. Đúng không? Cười đại một cái thấy dễ thương. Bây giờ thí dụ như cái mặt mình gì với cười, chắc chắn là cười mới dễ thương hơn. Ví dụ như bây giờ những Đức ở trên đây, những Đức giảng đi, ngồi dưới. Nếu ai mà cũng vậy sao những Đức giảng nổi? Ai mà cũng ngồi dưới. Nhưng Đức nói chuẩn bị ghế. Chú nói vậy thầy, có gì thầy? Nói là chạy. Ý như sao? Ở dưới nó kênh quá. Mình trên đây mình giảng mà dưới ngồi làm nè. Công nhận không? Tham mình cười nhẹ nhẹ. Vậy nó cũng có hai cái đồ tiền này bạc mình. Thật sự mấy cô, mấy cô cười nhẹ nhẹ, mấy cô cười nhiều thì cũng chỗ ngồi. Thì cũng cái vé đó thôi. Thì, nếu mà không cười thì cái vé này lỗ. Cười hả hê đại phước vừa rồi, chứ đâu phải nói là cười nhiều lấy vé khác. Đúng không? Vô chùa là bình đẳng, nên thà mình quan hỷ vẫn là ngon. Hiểu không? Đó. Mà làm cho người thuyết pháp, người ta lại thích thuyết pháp nữa chứ. Thì người ta thuyết pháp mình mới có cơ hội nghe. Chứ quý vị nói ai cũng thuyết pháp cho bị nghe, có cửa đâu đâu. Đâu mà dễ thuyết pháp chợ. Bây giờ quý vị đi thống kê đi. Cái ngày nay nè, thứ bảy, rồi cái ngày mai chủ nhật, ngày mốt thứ hai, mỗi ngày bị thống kê cái đất nước này đi. Mấy vị giảng sư trong một ngày đó giảng với bị nghe. Đi tìm đi. Coi chừng lòi của mình ông thầy Nhân Đức. Có chừng không phải vậy đâu nghe, phải đơn giản có chừng đó.
Cái chừng có mà mình ổng xuất hiện á, người ta thì lễ lọc hay cơ hội gì mới có giảng sư thuyết pháp, chứ không đâu mà ngày nào cũng thuyết chả. Lấy gì thuyết, đúng không? Hôm nay tao thuyết cả ngày lẫn đêm. Bây giờ tao nâng cấp thêm 3 buổi tối nữa, một tuần thêm 3 buổi tối nữa, rồi mấy đứa cháu nhỏ này thêm 4 buổi nữa là rồi xong, bằng ngày lẫn bằng đêm luôn. Chắc mai mốt thuyết pháp nửa đêm nữa. Kinh khủng thì quý vị thấy. Nhóc nhang đồ ngồi với thế được không? Đó. Thiết sao không biết mà nhóc nhang ngồi là được rồi. Thấy không? Đó, thấy chưa? Vui vẻ đàng hoàng làm gì đâu. Vừa nghe pháp, vừa ăn kẹo. Có chữ ngại gì nhau đâu. Thấy không? Dễ thương được à. Người ta nghe mà, người ta đâu có gì đâu. Người ta ăn kẹo nhưng mà đó là phương tiện để người ta đừng có ngủ. À, người ta phải dùng đa dạng phương tiện để người ta nghe pháp chứ. Cái vị nói nghe con nít nó không phải tầm thường đâu. Nó thông minh lắm á. Nó dòng nó quay quay vậy nó nghe hết trơn. Vì nó kể sạch nhách hết trơn cho vị biết, đừng nói chuyện giỡn. Người ta không phải tầm thường đâu. Đừng có xem thường nghe chưa. Khi quý vị ngồi đây nghe pháp gì mà đang nghĩ ở nhà cái gì á. Còn người ta không có nghĩ cái gì trơn á. Ta nghe đó. Nó ngồi nghe đó chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên từ đó ra không, bây giờ lớn gì nó nghe pháp, bây giờ người ta gầy dựng nhóc nhang nghe pháp, rồi mai mốt mấy bà chết đi thì nhóc nhang này lớn lên tiếp tục nghe pháp. Thấy không, gầy dựng rồi đó. Ví dụ như cô Chi bây giờ dẫn thêm đứa con gái theo cái bên nghe pháp, ví dụ như bây giờ mai mốt cô chết đi nó tiếp tục nghe pháp. Tập vậy đó, mỗi người có con dẫn theo ngồi kế bên cạnh cho nó nghe pháp. Để mai mốt mình chết đi, tiếp tục, nó lớn lên nó nghe pháp. Hộ trì tam bảo. Nó gọi là che già măng mọc. Con bà cụ này, 78 tuổi, bà vô chùa bà tu, bà muốn đi tu lắm. Mà con bà trở ngại bà dữ lắm ý vị. Rất là trở ngại bà. Rồi cuối cùng nó nói với bà gì? Bây giờ bà muốn đi tu, bà đưa tôi 500 triệu đi bà đi. Rồi cuối cùng mới đưa nó 500 triệu. Mà bà có 1 tỷ. Mà bà đưa nó 500 mà còn 500. Bà cắt trong tài khoản. Nghe không? Xong bà vô chùa bà tu. Bà vô chùa bà tu tiếp tục. Nó gọi điện thoại vô. Với quý thầy trong chùa. Nó nói. Quý thầy mà không đưa mẹ tôi ra. Tôi chơi quý thầy khô máu luôn. Thì ghê chưa? Rồi xong rồi Nhân Đức nói. Ừ, mày chơi khô máu đi con, rồi mày chết luôn. Thì thấy không? Thấy cái khổ gọi ta bà chưa? Bây giờ nuôi con, sanh con, nuôi con không lớn rồi. Bây giờ muốn đi tu mà nó còn làm khó, dễ, đủ chuyện. Bà già 78 tuổi bây giờ phải lặn lội trở về quê để giải quyết chuyện đó. Rồi mới có duyên vô tu được thì vô. Thấy kinh không? Nó con làm khổ cha mẹ thấy chưa? Không có giúp được cha mẹ được bình an mà làm khổ cha khổ mẹ, thấy không? Nên con mình bây giờ còn nhỏ mình dẫn đi đến chùa cho nó nghe đạo, đó là cái nhăn để về sau ít gì nó cũng hiểu một chút, nó cũng không đến nỗi là một con người quá tệ quý vị. Còn cái thứ mà nó không biết cái giống gì hết trơn thì nó khổ ác, nó ác còn hơn là gắn hổ mang. Có biết gì đâu, nó gặp đâu là nó mổ đó, nó mổ tá lả bình, thấy không? Mổ có ngày chắc cũng gãy gan. Vậy thấy chưa? Nên á, bây giờ mà nói mà sanh con mà nuôi con khôn lớn á, sanh con mà nuôi con khôn lớn mà nói trông chờ con nuôi mình, có chừng hụt hẳn. Có chừng mình hụt hẳn đó thôi, lỡ sanh rồi thì nuôi đi. Nuôi thì cố gắng dạy. Được chút nào đỡ chút nấy chứ đừng có không dạy nghe. Nó, bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị. Quý vị là người có trình độ học vấn á. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị là trình độ đi trước hay đạo đức đi trước? Mà bây giờ có người ta lấy trình độ đi trước, bỏ lùi phía sau đạo đức. Nên con người ta khổ nhiều, quý vị thấy chưa? Phải chi mà đạo đức đi trước, trình độ đi sau thì con người ai thất nghiệp, ai cũng thành đạt hết trơn rồi. Mà con người mà đạo đức đi trước, con người này không bao giờ khổ quý vị, không bao giờ buồn. Quý vị thấy có nhiều đứa con quý vị cũng thấy đẹp, nó
nó dễ thương chứ bầu. Nhưng mà sao nhìn mặt đơ đơ kỳ cục lắm, mà mang mấy cái mặt đó là kiểu như là cái xấu số. Gái mà có chồng thì bị quýnh tối ngày. Nó mà làm ăn không được là nó gì, nó nhìn cái mặt là nó quýnh, nó tức chứ. Còn xấu xấu mà cười cười vui vui vậy mà được á, nó à nhìn mặt là có tiền. Còn cái kiểu mà coi được coi đẹp mà mặt cứ, con người mà cười nó quen nghe quý vị, người mà vui nó quen á, cười vui nó quen. Đa phần Phật tử mà về chùa mình ai cũng cười nhiều á. Có nhiều bà mới nói rằng hồi đó chưa gặp thầy không biết cười là gì, hôm nay gặp thầy rồi cười tối ngày. Rồi nhà Đức hỏi vậy là hồi xưa bà chưa biết cười và bây giờ bà cười nhiều, vậy giai đoạn nào hạnh phúc? Bà nói cười hạnh phúc chứ thầy. Vì công nhận không, vui cười hạnh phúc chứ. Nói vị biết rằng là nó cái nguồn gốc nè, niệm Phật, nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc, rồi cái tâm nhìn thấu buông xuống, buồn dặn, rồi mới vui, rồi mới cười. Rồi vui cười xong nó ăn được ngủ được, thấy không? Vui vẻ nó mới ăn được ngủ được nha quý vị. Quý vị để ý con người mình vui ăn ngon lắm. Khi mình vui mình ăn ngon lắm, mà vui trong cái pháp vị ăn mới ngon. Chứ quýnh bài mà quý vị ăn tiền, quý vị ăn cơm ngon. Quý vị đi hỏi tất cả những người mà khi đi quýnh bài hay cờ bạc mà ăn tiền đi, họ ăn cơm mới được. Vì sao? Vì lòng tham không biết đủ. Cái tâm tham mà muốn chạy đi quýnh nữa, nên nó ăn cơm mới được. Nó quýnh chừng nào mà thua sập tiền luôn nó ăn mới được. Tại vì đi hỏi tất cả những người quýnh bài đi, quýnh bài ăn là ăn cơm mới được, nhưng mà thua hết tiền rồi mới thèm cơm. Vì nó đâu có còn tiền đâu quýnh bài mà không thèm cơm. Đó. Nên con người phải nhận thức được để sống cho nó hiểu biết. Đừng có sống với ngày tháng âu sầu. Mình sống với ngày tháng âu sầu, bản thân mình âu sầu, mà làm cho người ta bên cạnh mình cũng âu sầu theo. Không mà mình cũng không dạy gì âu sầu theo làm gì, nó buồn kệ mồ nó. Mình cứ cười có năng lượng ngon hơn, hiểu không? Một người bệnh chứ đừng thêm người bệnh nữa. Có bà mẹ, con của bà bị bệnh tự nhiên vậy đó, mới 12 tuổi, bên Anh, bên nước Anh. Thế nó bệnh đau cái bị bệnh não rồi sao, nằm hết biết gì. Xong mà mẹ bế tắc luôn. Bà hỏi Nhân Đức, Nhân Đức nói nó bệnh rồi mình phải giữ gìn sức khỏe để mình đừng có bệnh, thì mình còn có năng lực mình giúp nó. Còn bây giờ bà nhìn nó vậy, bà khổ đau quá, bà bệnh theo nó. Giống như một người đi không nổi, có người kè còn ngon hơn là hai người đi không nổi. Hai người đi không nổi thì ai giúp ai? Nên trong cái cuộc đời này Phật Pháp nó giúp mình thông cái tâm. Không có dạy gì người ta buồn đi buồn theo đâu. Mày buồn mày chết tao cũng vui nữa. Kệ mày chứ, đúng không? Vợ chồng con cái cũng vậy chứ ha. Người thân gì cũng vậy chứ. Cơm ăn áo tặng là chia nhau. Cuộc sống thì hỗ trợ, chứ đố mà tao buồn theo mày, ngu gì. Buồn theo mày là ba trợn. Tự nhiên mày buồn kệ mày chứ, tao bình thường tao vui nè. Quý vị coi, quý vị sanh một đứa con, mà quý vị thường vui, quý vị còn trẻ hơn đứa con quý vị. Đứa con còn nhỏ mà nó buồn tối ngày nó già chát. Nhìn cái mặt như cá thác lát. Nhìn đứa gặp nhỏ này, mặt mày cũng đẹp lắm. Mặt buồn hiu, nhìn đứa hỏi. Nhìn cô là biết ăn sầu riêng. Nó không hiểu, nó còn nói câu ủa sao thầy biết con thèm sầu riêng. Tôi là thầy bói tôi đón mà. Tôi nhìn cô là tôi biết ăn sầu riêng tối ngày, từ nhỏ tới lớn thèm sầu riêng lắm. Dạ thích ăn sầu riêng lắm thầy. Vì còn không hiểu đó. Ý người ta nói nhìn là biết sầu cô đơn quạnh quẻ một mình là sầu riêng. Người ta mà sống á, người ta có cái buồn gì, người ta biết cỡ mở á, thì đó là sầu chung. Sầu chung còn có cơ hội cỡ mở.
Còn ai dạy gì đi ăn sầu riêng. Đúng cái trái nó sinh ra đời đúng là cũng thiếu phước. Tên gì không đặt, đi đặt sầu riêng. Hiểu không? Trong ruột thì ngon mà vỏ ở ngoài toàn là gai góc không. Nên người ta muốn ăn nhưng mà người ta tránh xa ghê. Người ta đâu có dám mà ôm ấp nó đâu. Hiểu không? Tại ôm ấp nó đâm làm sao? Nên từ nơi đó mới kêu là sầu riêng. Nên từ nơi đó mới bị biết đừng có làm người sầu riêng nghe chưa. Có buồn thì sầu chung á. Biết cỡ mở. Thấy không? Mình có nỗi buồn gì mình cỡ mở. Mình nhớ ông nội ông ngoại gì đó mình cỡ mở ra. Mình thèm ăn cái gì giống ôm gì đó mình nói lên đi. Người ta cho ăn. Nuôi mấy cô trẻ trong chùa nha, đứa hỏi cái mặt buồn buồn tối ngày thèm gì nói đi. Họ nói là thèm có những cái khó nói quá. Những đức nói chỉ có sao trên trời tôi mới hái không được thôi. Chứ thèm cái gì ở đây rồi tôi đem ra cho ăn. Nói đại đi. Nó. Trong cái cuộc đời này cái gì cũng có thể cởi mở được chứ. Đừng có mang một cái tâm buồn khổ mà không cởi mở. Nên con người thường ngày á, mình muốn khi mà mình gặp việc khổ á, mà mình dễ cởi mở là lúc mình chưa khổ mình phải tập vui. Mình tập vui trước đi để nó có một cái nguồn năng lực vui. Giống như nó luyện một đội binh vui. Khi cái đội binh buồn áp đặt thì đội binh vui nó ra mặt. Tắp. Cái đội binh buồn chạy mất tiêu. Hiểu không? Dễ hiểu không? Đó. Nên con người có học thức thì tốt. Nhưng đạo đức phải đi trước. Đạo đức mà đi trước thì nó có hạnh phúc. Còn học vị mà đi trước là có chừng ác á. Học vị đi trước là ác á. Vì nó xô cái đạo đức phía sau. Mà đạo đức là nó áp dụng vào cái nhân cách sống làm người. Nhưng mà đạo đức nó không có làm sao làm người tốt. Mà không làm người tốt sao an tâm. Mà không an tâm sao vui. Có người mà thường nghĩ ác là không có vui. Tại vì mình nghĩ ác là mình lo âu, mình bất an, sao mình vui. Đó, nên mỗi một con người mình phải có góc độ nhận thức cho sâu. Vì cái cõi đời này, ôi nhiều chuyện ở cõi ta bà này khổ lắm. Nói hoài nói cũng không hết. Bởi vì Phật nói rõ ràng, ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Còn ở cực lạc vui thì nói hoài nói cũng hết. Nó nghĩa là ở thế giới cực lạc mà mình nghe phô diễn thôi. Dựa vào kinh nói không, mà lông tóc dựng đứng. Vui, mát mẻ. Có cô nói tờ nghe thầy giảng cái thế giới cực lạc trong lòng nó vui gì đó. Vui gì đó mà nó hạnh phúc. À, thấy không? Chỉ cảm nhận thôi đó mà nó còn hạnh phúc gì. Không chỉ mình về tới thế giới cực lạc cái cảm thọ đó thì sao? Còn thù thắng biết bao nhiêu mà nói. Nên á mấy đứa nít đi đến chùa cũng gì cũng dạy vui. Rồi sáng đi qua đây thấy nguyên một cái nhóm nhóc nhen gái 100 đứa cầm 100 cây chổi đi quét chùa. Lá cây trong chùa có chừng 100 lá. 100 đứa nó ra nó khỏi cần cầm chổi luôn. Nó dạ thưa thầy để chổi lại thôi sao kỳ. Vì mỗi đứa ra cầm một chiếc lá là sống. Đông quá mà nó vui lắm quý vị. Có đứa bé gái nói dạ thưa thầy con ở nhà con làm biếng lắm á thầy, con không chịu làm gì đâu thầy, sao mà vô đây con phái làm quá. Mà thấy chưa, nhờ đông vui á phải vui vậy lắm. Rồi bên đây cũng nghe mấy thầy nói hơn 100 thằng trai giờ này tu giống kìa, nó tu bên á. Những đức thu âm sẵn mười mấy phút nói chuyện. Trước thời tu lúc nào cũng bật lên được nghe. Nhất môn thâm nhập luôn. Nghe hoài bài. Mấy đoạn quan trọng nhất. Nhắc hoài cái chuyện. Phải nói thật không được nói lời giả dối. Không được lấy của ai. Không? Phải có lễ kính. Nhắc hoài nhiêu đó 15 phút. Thờ nào tu cũng bật lên cho nghe. Mấy nhỏ gái bên kia cũng vậy. Nhiêu thôi để cho nhớ. Rồi giờ này được niệm đi chung lễ Phật đâu đó. Ở nhà đố mà được gì đó
Vậy mà vô đây vậy đó, làm đông á, nhờ đông mà làm được. Bởi vì những đức nói mùa hè mà vô đây là phước lớn. Làm gì ở nhà bắt ngồi niệm Phật, không có cửa đó đâu. Đừng nói chỉ lễ Phật, vài đứa thì được, chứ một số đứa dễ gì mà được gì. Vậy đó mà vô đây tu nửa tháng một tháng là mập mạp đẹp lên liền. Tại buông điện thoại, mấy đứa nít nè, mà do mặt mày bù xù xấu xí là do gì? Ghiền điện thoại, bấm điện thoại với mặt nó mụn tùm lum. Thức đêm thức hôm với hết năng lượng, già chát à, cầm điện thoại với mặt già lắm. Tại vì á, mình nhìn điện thoại một chút là gì nè, nó ghiền điện thoại, nó nhìn chút nó làm gì nè quý vị, nó không có chớp mắt, viết ở mắt nó gì luôn à. Con mắt người ta, con mắt long lanh thì người ta phải, thì nó mới có long lanh một chút chứ con mắt mà. Có nhiều đứa nít đi vô chùa, mẹ nó kêu chào thầy đi con. Nhưng nó nói ủa, bé nó bị câm hả con? Nó dạ nó nói chuyện được thầy, mà nó bấm điện thoại viết sao nay nói chuyện kỳ quá. Chào thầy đàng hoàng con. Ê! Kinh khủng không? Viết rồi nó giống như nó không biết giao tiếp con người. Gọi là nó mỗi ngày bấm điện thoại, gọi là thu gọn thế giới nhỏ, thu gọn toàn thể thế giới thành một cái thế giới nhỏ xíu. Nên nó không cần suy nghĩ xung quanh con người là ai, không có giao tiếp con người. Lâu như ngày viết đứa bé này nó bị đơ, nó nên bây giờ bệnh trầm cảm nhiều là do thu gọn thế giới nhỏ. Thì cuối cùng gần gũi viết rồi đơ luôn, đâu có nói chuyện với ai. Mà cái miệng này nói chuyện với nhiều người hoạt bát thì con người ta sẽ là đặc biệt. Nhưng mà tối ngày không nói chuyện với ai chứ viết cứng miệng luôn. Thì biết rằng á, thí dụ như ta luật sư đồ, hoặc là người mà cãi đồ, tòa án á, vì sao biết sao người ta lanh không? Cãi viết quen, ta cãi hoài viết quen chứ sao, nghề dạy nghề mà. Ban đầu thì cãi chưa cao thủ, nhưng cãi lâu ngày thành cao thủ cãi chứ sao. Giống như chữ lộn vậy đó. Ban đầu có ai mà chữ lộn giỏi không? Nhưng mà do chữ viết thành cao thủ chữ. Quý vị biết cái môn nào mà mình chuyên nhất là mình thành công à? Có cái bà kia bà nói công nhận thầy giảng đúng tí ghê. Con ngày xưa hiền khô à thầy, mới có chồng hiền à, không có dám nói một tiếng gì ai chứ. Vậy mà khi con có con đi làm á thầy, con kiếm tiền à, bị người ta ăn hiếp. Con nói con vì con mà con cố gắng. Người ta ăn hiếp con ăn hiếp lại, người ta chửi con chửi lại. Mà bây giờ thầy biết còn cả cái chợ nó sợ nhất là con chữ. Anh nói á, con nhỏ đó nó chữ ghê lắm. Nó mà khai đề một cái là nó mở đầu, rồi vô thăng bài, rồi nó kết luận cái chằng chữ. Bà nói rằng có lần mà con chữ, cái bà kia chữ xong bà kia bị tai biến luôn. Chữ bà kia tai biến luôn. Bà kia mở miệng ra chưa nói được là bị nó chữ tiếp tục. Vừa mở miệng ra chưa nói là nó chữ tiếp tục. Nó dập. Cuối cùng cái miệng nó tức quá, méo. Miệng méo mà chịu đâu có nổi đâu, nó dập thêm mấy cái nữa. Cuối cùng mà cứng ngắc miệng luôn, chở đi bệnh viện luôn. Bác sĩ hỏi, ồ sao mà bà bị tai biến? Nói bị chữ, bị tai biến. Bác sĩ nói trời kinh ngạc thiệt. Bị chữ mà tai biến luôn. Kể cho bác sĩ nghe, nói sao kỳ vậy? Nói con mà vừa mở miệng chưa nói được là nó chữ tóc. Chữ chút méo miệng luôn. Ghê không? Mà trong khi hồi đó là hiền khô, không có bao giờ dám nói ai một câu, mà chữ với thành cao thủ chữ luôn. Thấy chưa? Vì điều cái miệng mình niệm Phật với thành cao thủ niệm Phật. Chứ sao? Miệng niệm Phật với cao thủ niệm Phật chứ sao? Nói bị coi, thí dụ như ai mà đề xướng niệm Phật nhanh như mình không? Ai di đạo Phật, sao nhanh bằng mình? Bây giờ mình chửi chứ cũng như niệm Phật vậy luôn. Ai mà chửi lợi mình? Đúng không? Bởi nhỏ cao thủ chửi, nó chửi bằng kia miệng tay biến luôn. Giật bẻ luôn. Không có những người nghe,
Khi mà chữ lộn không quá nhanh, đụng người chữ dữ quá, chữ chúng làm mình xanh xao mặt mày luôn, tay chân lạnh ngắt, ghê không? Chữ đó mà kinh vậy đó. Đó nên thôi, ai cao thủ chữ lộn kệ thì mình cao thủ niệm Phật hay, đúng không? Cao thủ niệm Phật vẫn là hay chứ. Cao thủ niệm Phật thì được mười phương chư Phật tán thán, được chúng sanh thương yêu kính trọng. À, nên mỗi một người chúng ta niệm Phật vẫn là đặc sắc nhất. Nhớ Phật niệm Phật vẫn là hay. Nó, nên mấy đứa bé nhỏ 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 này nè, niệm Phật là sao này dễ thương lắm nè. Nhỏ niệm Phật dễ thương. Đó. Niệm Phật đừng mà cầm điện thoại bấm nhiều, cầm điện thoại bấm nhiều viết mà lớn hơn đeo kiến. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai về đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần thứ bảy chúng ta về đây được niệm Phật, nghe Pháp, được phóng sanh và cũng đi thực quý vị. Từ người còn sống chúng ta được nhờ rất là lớn, đó là tâm trạng rất vui vẻ, an lạc. Những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, hay trong gia đình chúng ta có những người mắc mà chưa siêu thoát, vì phần hương linh, phần người âm, người ta được lợi ích rất là lớn, đó là người ta hưởng tài thọ thực và người ta cũng nghe Pháp, niệm Phật. Nhờ cái tâm mà người ta nghe Pháp đó đó, buông cái tâm hận thù đòi nợ, buông xuống cái tâm báo thù, nên từ nơi đó mà người sống được nhờ. Nên trong nhà Phật có câu nói là âm siêu thì dương lợi, nghĩa là người âm được siêu thoát thì người sống được lợi ích rất lớn. Nên mình ở nhà mình có mấy khi mình cúng kiến người ta được gì, nhưng mà khi mình vô đây tu, chư hương linh đi theo mình, ta về đây hưởng tài thọ thực và người ta nghe Pháp, tâm trạng rất an lạc vui vẻ. Nên mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, bên thứ bảy thì bên chùa mới này cộng tu, chủ nhật ngày mai thì chúng ta tổ chức tu bên chùa Hộ Pháp, chùa Hộ Pháp bên đó. Nên cái lợi ích này rất là lớn. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức của chúng ta tu tập, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và tất cả chúng sanh đều được hưởng cái công đức này mà thân tâm thường an lạc, và tất cả các cháu nhỏ về đây đều được hồi hướng công đức cầu an như các con. Nguyện cho các cháu có sức khỏe và lớn lên ngoan, biết nghe lời cha mẹ, thương yêu cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, và làm việc thì làm những công việc có ý nghĩa nhờ cái phước báo mà các con làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời, và biết tu hành, biết niệm Phật. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chư vị thần thức sáng suốt, biết nương ngồi bổn nguyện niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ và hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết vọng tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngũ tình chung ngã kim ti nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết ngũ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, phương nhất tiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lục lăng ta bà ha,
Án một lục lăng ta bà ha. Bà ha án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Bà và việc nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá tay ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. 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 Hi Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những con chim này nó cũng từng là con người, từng tạo những cái nghiệp, nhất là tội nặng nhất là bất hiếu đối với cha mẹ, cự cãi đối với cha mẹ, và anh em bất hòa giành giật của cải nhau, và nói lời giả dối, không nói lời chân thật, đụng của cải ai là trộm cắp, từ nơi tạo những cái nghiệp đó gọi là ngu si, nên đọa làm loài súc sanh. Nên chùa chúng ta mỗi lần chương trình lễ đều có chương trình phóng sanh. Trong nhà Phật nói cái thiện lớn nhất đó là ăn chay phóng sanh. Giống như con người chúng ta mà mình khi giúp ai mà thoát nạn, giúp ai mà khỏi tù tội thì người ta cảm ơn mình lớn dữ lắm. Những con chim này giống như nó đang ở trong tù mà mình thả nó ra nó mừng dữ lắm. Nên đem cái công đức phóng sanh này nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và các cháu về đây. Các con cũng được cái phước này mà được có sức khỏe và thông minh, có trí tuệ. Các con sẽ biết hiếu thảo với cha mẹ các con. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng quan hỷ vui vẻ vỗ tay niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc toàn thể đại chúng an lạc nha.